Ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Mai Sơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Mai Sơn có 3 điểm thi: trường trung học phổ thông Cò Nòi, điểm thi trung học phổ thông Chu Văn Thịnh và điểm thi trường trung học phổ thông Mai Sơn, gồm 58 phòng thi với tổng số 1.333 thí sinh. Đến nay, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, các trường trung học phổ thông chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, xây dựng các phương án bảo quản đề thi, bài thi, y tế, hệ thống điện nước, an ninh trật tự. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy các môn thi, tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, tổ chức thi thử, hướng dẫn thí sinh lựa chọn môn thi, đăng ký dự thi, xây dựng phương án dự phòng, hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ các thí sinh ở xa điểm thi, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện Mai Sơn cũng như các điểm thi trên địa bàn huyện trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đồng thời đề nghị các điểm thi tại huyện Mai Sơn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, người thân của thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi theo quy định. Chủ động phương án ứng phó với những tình huống bất thường xảy ra, kịp thời hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng thời tiết để thí sinh tham dự kỳ thi đầy đủ. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.